AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi, và hôm nay Sáu Bạc sẽ có video trải nghiệm một con game mobile có tên gọi là Monster Era, một con game rất đặc biệt khi nó kết hợp lối chơi xếp kim cương và lối chơi game đấu tướng, đấu pet rất là thú vị. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Monster Era này nhá. Con game này hiện tại nó mới chỉ ra mắt trên Android thôi. Bạn nào không máy Android thì dùng giả lập như mình. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá con Monster Era này nhá. Đây chúng ta sẽ tải thêm tài nguyên của game, nó cũng khá là nhanh thôi. Ok, sau khi tải nguyên tải game thì chúng ta sẽ vào game rồi. Rất là ngầu luôn, lúc đầu là không có nhạc đúng không? Bây giờ là sẽ có âm thanh rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game nhé. Đây là một cái đoạn CG giới thiệu game khá là thú vị. Đó, con game này cái cơ chế chiến đấu ấy nó sẽ theo kiểu là xếp kim cương. Bạn nào mà chơi mấy con game xếp hình, xếp kim cương thì chắc chắn là sẽ biết cái kiểu chơi như này. Đó, để mà tấn công, tức là các bạn sẽ có một dàn quái vật, nhưng mà để tấn công thì các bạn phải xếp hình để tấn công. Khá thú vị đúng không? Mình thấy là rất là thú vị nha. Vậy chúng ta có thể sử dụng kỹ năng bằng cách click avatar của quái vật này. Đó, hiệu ứng game này thì đồ họa 2D thôi nhưng mà hiệu ứng rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xếp hình nhé, cố gắng là xếp được nhiều khối hình cùng màu. Đấy, và thậm chí là combo liên tục á, thì cùng lúc thì các bạn sẽ gia tăng sức mạnh chiến đấu của các bạn. Đấy. Ôi nhạc bốc quanh em ạ. Đây mình sẽ ghép này. Ghép thành hình chữ L này. Đó, nó sẽ nổ. Gây sát thương rất là nhiều luôn và đầy năng lượng, thì các bạn thể bấm vào avatar của quái vật của các bạn để sử dụng kỹ năng. Đấy, rất là mạnh luôn. Mỗi một cái round nó đấu theo lượt và đây, mình click sử dụng kỹ năng nhá. Đấy. Mỗi cái lượt ấy, chúng ta sẽ có thời gian để xếp hình, chỉ khoảng 10 giây thôi, nên các bạn phải xếp rất là nhanh. Thậm chí đây. À, nó không phải theo thời gian mà là nó sẽ theo cái lượt xếp hình của mình. Ví dụ là nó cho mình 8 nước đi thì mình chỉ xếp được 8 nước rồi. Đây. Đấy, nó nổ này. Ui, các bạn thế này các bạn sẽ phải cố gắng combo càng nhiều càng tốt nhá. Ơ, sẽ ra số 8 này nó không lùi xuống nhỉ. Đây đúng rồi, đang đếm ngược. À, nó đếm ngược chứ không phải được bước đi. Ok. À, các bạn cố gắng xếp làm sao cho nó ok nhất mà mình có thể sử dụng để tấn công. Đó, nói chung là cách chơi thì mình thấy là cũng không có gì là quá là phức tạp lắm đâu. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ là cái cơ chế chiến đấu thì không phải như các con game đấu thể tướng khác là các bạn nó sẽ đánh theo tự động, đánh theo lượt. Mà ở đây chúng ta sẽ phải muốn chiến đấu ấy thì các bạn sẽ phải xếp hình. Đấy, bạn nào mà thích chơi mấy con game Match 3, tức là game xếp hình, xếp kim cương ấy, thì chắc là cũng không quá xa lạ với cái kiểu chơi như này. Thật ra ấy, cũng có nhiều con game đã áp dụng cái kiểu này rồi, tức là cũng kiểu dàn trận rồi xếp hình để tấn công ấy. Nhưng mà cái con Monster Era này, cái điểm thú vị nó là nó sẽ khai thác cái đề tài quái vật. Chúng ta sẽ có rất là nhiều con quái vật khác nhau và các bạn sẽ xây dựng đội hình bao gồm rất là nhiều con quái vật. Đấy, rất là đầu tư luôn nhá. Có cả những cái đoạn clip CG giới thiệu của cách chơi, cốt truyện luôn, không bỏ qua được. Rồi chúng ta sẽ vào game này. Game này nó lỗi dã man luôn này, có bấm được đâu, nó bị lệch rồi này. Vãi. Nói chung là game này nó mới ra nên nó lỗi lắm, mình không bấm được, chắc là mình sẽ phải thoát ra vào lại. Đây, đấy nó bị lỗi, nó bị lệch khung hình. Rồi chúng ta sẽ tính năng triệu hồi nhá. Các bạn này triệu hồi ra quái vật ở đây. Không rõ tỷ lệ như nào. Chúng ta sẽ bỏ ruby ra để quay này. Ôi sao mình được làm ruby ra này. Rồi chúng ta sẽ có những con quái vật như này. Và chúng ta sẽ đến một cái phần leo tháp à. Chúng ta sẽ cho những quái vật ra trận. Tối đa các bạn sẽ cho được 5 con quái vật ra trận. Và tất nhiên rồi, nó cũng sẽ chia ra các hệ. Những cái hệ này thì nó tương đương như cái viên ngọc màu này này. Các bạn sử dụng ghép viên ngọc nào thì nó sẽ tăng cái năng lượng của cái viên ngọc đấy. Mình sẽ ghép này, cố gắng ăn được 5 cái nó nổ. Nhìn nó nổ này. Cố gắng ăn được 5 cái nhá. Đấy, nó nổ hết cái đỏ. Thì mình sẽ đầy năng lượng lên. Ví dụ mình cái con quái vật của mình là hệ màu đỏ đi, hệ lửa đi. Mình gọi là hệ lửa nhá. Đây nó có hiện hệ lửa này, mình ăn hệ lửa hoặc là mình ăn cái quái vật hệ lôi thì nó sẽ tích cái năng lượng của hệ lôi này lên. Đấy, để các bạn sử dụng kỹ năng của quái vật. Đây, sử dụng kỹ năng này, bấm vào avatar nhân vật để sử dụng của quái vật để sử dụng kỹ năng. Đấy, làm sao để sử dụng kỹ năng thì các bạn cần có năng lượng, mà làm sao để có năng lượng thì các bạn phải ghép những khối hình như này. Đơn giản vậy thôi, mình ghép này. Cố gắng làm sao là nổ combo ấy, quan trọng là nổ combo. Đấy, bạn nào mà chơi kiểu game xếp hình là nhiều rồi biết đúng không, chúng ta sẽ có một cái phần gọi là phần combo. Thì các bạn sẽ nổ combo ra thì các bạn nó sẽ được nhiều sát thương hơn, nhanh chóng là kích hoạt kỹ năng hơn. Đấy. Mà mình chưa hiểu cái cơ chế đếm ngược thời gian của game này nó như thế nào. Ví dụ mà đang đếm ngược thì mình ra chiêu này thì như thế nào, mình cũng chưa hiểu lắm, nói thật với anh em là như vậy. Nhưng mà phải nói là thú vị. Mình cũng là một người rất là thích chơi dạng game xếp hình kim cương. Đấy, chúng ta có tính năng campaign, tức là ải cốt truyện đấy.
Đấy, ban đầu là cái thời gian nó hướng dẫn game thôi. Tiếp tục nha, mình sẽ tìm là ghép 4 này. Đấy, nổ rất là to luôn, combo các thứ phê dã man. Cái mình cũng chưa hiểu là mình đang đếm ngược là còn 6 giây, tuy nhiên đến lượt của nó đánh luôn, mình chưa hiểu lắm. Nói thật với anh em là như thế. Ai ăn một lượt nó sẽ dừng ở 6 giây đúng không? Sao nó được đánh trước nhỉ? Mình cũng chưa hiểu cơ chế làm sao được để đánh trước ấy. Chưa hiểu lắm. Đây, ghép của này ghép 5 này. Lần sau tôi ghép 5 cho anh em xem. Ủa, nó nổ nổ hết cái xanh luôn này. Bấm A ta nhân vật để sử dụng kỹ năng nhá. Ui. Đây, tại sao nó đánh được trước nhỉ? Chưa hiểu. Chưa hiểu cái cơ chế đánh của cái game này lắm. Thì mình chỉ biết cách là xếp hình để đánh thôi, nhưng mà chưa hiểu lại cái cách tính lượt đánh ấy. Nên mình chưa hiểu lắm. À, sử dụng kỹ năng. À, chúng ta sẽ sử dụng hết kỹ năng của quái vật của bạn đi. Rồi, hết kỹ năng rồi, chúng ta sẽ ghép hình tiếp này. Đấy, nổ rất là ghê luôn. Đây, nổ này. Đó, nó nổ rất là ghê đây. Bấm vào kỹ năng. Mình chưa hiểu lắm đâu, nói thật với anh em là thế. Mình chỉ hiểu sơ sơ bộ tầm khoảng 50% thôi. Chưa hiểu tại sao mình đang lượt của mình nó kéo này. Đến một thời gian mà quái vật của bên kia nó tấn công được. Chưa hiểu lắm. Rồi khi mà mình bấm vào avatar kỹ năng nhân vật cảm của quái vật ấy, cảm giác là nó hơi delay một tí. Mình cũng chưa hiểu cái việc tính lượt đánh của con game này lắm. Rồi xong rồi. Đấy, vậy thôi. Đây. Game này thì nó sẽ không có phần tỷ lệ quay nhá. Mình có thể quay, ví dụ như là mình sẽ quay 10 lần này. Đó, chúng ta sẽ được rất là nhiều quái vật khác nhau. Nó sẽ ra những cái phẩm chất khác nhau, phẩm chất quái vật khác nhau và là ra những cái vật hệ khác nhau nữa, phẩm tím này. Đó. Chúng ta có những con quái vật khác hệ nha, mình cứ quay bừa đi. Cái này không nút bỏ qua, bắt buộc phải xem hết này, không có nút bỏ qua nhanh luôn. Cảm giác con game này nó vẫn còn hơi khá. Ui, được một cái Pokemon xịn hạng SR luôn này. Ngon. Rất là hên. Đấy, thường các quạt quay 2007 này này. Quay nốt phát nữa nhé. Đang có thừa Ruby, mình sẽ cứ quay 10 lần thôi. Tuy nhiên được tặng gần 10.000 Ruby. Ui, lại một Hero SR nữa. Tỷ lệ cũng khá là. Ui, lại một Hero SR nữa. Ui, đỏ nhỉ. Đấy, sau khi mà quái vật đây, chúng ta sẽ có phần quái vật này. Các bạn có những cái hạng thẻ quái vật như này thì các bạn sau này có thể nâng cấp nhá. Nâng cấp quái vật của mình lên. Đấy, tăng cường các chỉ số. Nâng level thì nó sẽ nâng cái sát thương của anh em luôn. Đấy, bây giờ quái vật của bạn thì các bạn sẽ có là kỹ năng này, rồi các cái chỉ số như máu, sát thương, giáp, bạo kích, tốc độ đánh, rồi mana. Cái phần nâng cấp này mình thấy là cũng khá là đơn giản thôi. Đây có cả lắp lắp trang bị này, rồi nâng sao đấy, bảng nhiệm vụ. Ồ, sau này có tính năng đấu trường này, các bạn thể thi đấu với người chơi khác. Mình sẽ cho ưu tiên là những cái con Pokemon xịn sò vào anh em ạ, phải ưu tiên những con Pokemon xịn sò ấy. Xếp đấy thì chúng ta có bảng xếp hạng. Đây, mình sẽ đánh thử phần campaign này nhá. Rồi, đánh thử tiếp theo này. Mình sẽ cho những con Pokemon xịn sò nhất của mình vào. Đấy. Tôi cũng chả biết là lắp nhào cho nó phù hợp ấy. À, cứ đánh bừa đi. Đây rồi, nói chung là phải xếp đủ hệ anh em ạ. Nên có xếp đủ hệ khác nhau, chứ đừng có kiểu cùng hệ. Bởi vì nó liên quan với cái viên ngọc này này. Ví dụ mà các bạn lắp 5 tướng hệ hỏa vào ấy thì rất là phế nhá, bởi vì là đây nó có những cái hệ này, mình đang có hai tướng hệ lôi, hai tướng hệ, một tướng hệ hỏa, một tướng hệ ánh sáng, một tướng hệ băng, thì nó sẽ xếp vào như này, cố gắng xếp đều đội hình. Đấy, đây năng lượng thì sử dụng kỹ năng này. Có một cái mình chưa hiểu là cái phần lượt đánh thôi, chưa hiểu lắm, chắc là phải chơi nhiều hơn. Nhưng mà túm lại thì về cơ bản là lối chơi thú vị nha, lối chơi kiểu đấu tướng, thẻ tướng kết hợp với xếp hình. Ui, chết rồi. Ui, không kịp xếp hình mất lượt rồi anh em ơi. Đó, phải rất là nhanh và để ý nhá, phải nhanh tay. Đang mải chém gió quá. Và các bạn cũng đang suy nghĩ là xem là làm nào để đánh mạnh thế. Ui, sao nó đánh mạnh thế. Đấy, cái này thì các bạn phải xếp, để ý xếp hình thật nhanh vào.
và cố gắng combo không? Combo các cái... Ô sao nó toàn đánh con kia nhỉ? Cay dã man. Thôi xong vỡ mồm rồi. Và mình xếp hơi kém nên là không được tạo nhiều combo lắm anh em ạ. Thôi vỡ mồm rồi. Cơ bản tôi cũng chưa hiểu cái cách thức nó xếp như nào. Cách thức nó lượt. Ô thôi xong vỡ mồm. Thôi xong một Pokemon à, một monster đã hẹo. À, khi mà hẹo thì các bạn sẽ bị mất đi một avatar kỹ năng của nhân vật của quái vật ở đây. Đây xếp 4 này. Nổ. Đấy, cố gắng nổ càng nhiều càng tốt. Hình như là coi như là hai bên thi đấu ấy sẽ xếp cùng nhau và đánh thôi. Chứ không phải là hai bên lần lượt đánh đâu, mà là hai bên cùng xếp hình và đánh. Và bên nào ra chiêu thì nó cứ ra thôi. Đấy, đánh liên tục. Như kiểu hai người PvP với nhau ấy. Cái kiểu cơ chế của nó là như vậy. Bắt đầu là mình cứ tưởng là dụ lực của mình thì mình phải chơi hết lực của mình rồi đến lực của đối thủ. Nhưng không phải, tức là hai bên sẽ cùng nhau đấu, cùng nhau luôn, như kiểu đấu thời gian thực ấy. Đấy. Bấm hoa tạng và cảm giác bấm vào. Khi mà bấm vào kỹ năng của quái vật thì nó hơi bị delay một tí. Chắc nó phải đợi xếp xếp lượt đấu hay gì á. Rồi. Ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game khá thú vị có tên gọi là Monster Era nhá. Một con game đấu tướng kết hợp với cách chơi xếp hình kim cương khá thú vị. Bạn nào quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để bạn tải game và chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCobi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye! Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.